Mới đây, trên trang cá nhân người được cho là em họ Hiền Hồ đăng tải dòng trạng thái kèm con số 50.000 đô la Mỹ cùng hai từ not over, tạm dịch, chưa hết. Đặc biệt dưới phần bình luận, nhân vật này còn viết: "Coming soon 27 tháng 3 năm 2022." Dưới bài viết, nhiều netizen cho rằng 50.000 đô la Mỹ là con số mà người được cho là em họ Hiền Hồ đã nhận từ người lạ để đưa hình ảnh thân mật của chị mình lên trên mạng xã hội. Cách đây ít phút, một clip vừa được tung lên mạng xã hội trước tin đồn về người em họ được trả 50.000 đô la Mỹ để tung những hình ảnh thân mật kèm các clip giữa Hiền Hồ và đại gia U60. Mới đây, người em họ này đã chính thức lên tiếng về drama này. Nguyên văn bài đăng: "Hôm nay mình xin lên tiếng toàn bộ sự thật. Thật ra mình và Hiệp Hội không phải là chị em họ gì cả. Mình đã nhận được lời mời từ một người trong ekip của Hoa hậu làm đúng theo kịch bản họ đưa ra để tạo drama và họ sẽ trả cho mình số tiền 15 triệu. Sau những ngày tạo ra drama thì mình đã bị tấn công bởi cộng đồng mạng quá nhiều. Mình không chịu nổi áp lực nữa nên mình đã chủ động liên hệ với ekip của Hiền Hồ là sẽ không tiếp tục làm nữa. Và họ cảnh báo mình rằng nếu như mình không làm nữa thì trả lại cho họ 15 triệu và chọn cách im lặng. Nếu như mình lên mạng đính chính hay nói về sự thật thì họ sẽ không dám chắc là điều gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng mình vẫn sẽ lên tiếng nói hết sự thật để mọi người không hiểu lầm và tấn công mình nữa. Mình mong là mọi người sẽ tha lỗi và thông cảm cho mình." Và theo mình biết thì không chỉ riêng mình mà cũng có rất nhiều người đã được ekip mời làm để tạo ra drama theo kịch bản của họ, nhưng chỉ vô tình thì mình lại là người được cộng đồng mạng chú ý quá nhiều. Hiện clip đang gây bàn tán xôn xao, không biết thực hư ra sao, tình hình quay xe liên tục chóng mặt luôn. Xin chào mọi người, mình là Sói. Mình là người mà cộng đồng mạng đang cho rằng mình là em họ của một cô ca sĩ. Và ngày hôm nay mình xin lên tiếng toàn bộ sự thật về cái drama chị em họ này. Thật sự, mình và cô ca sĩ đó không hề có mối quan hệ em họ chị họ gì cả. Mình nhận lời mời từ một người trong ekip của cô ca sĩ đó và làm đúng theo kịch bản mà họ đưa ra để tạo một cái drama. Và số tiền họ đưa ra là 15 triệu đồng. Và mình những ngày qua đã làm đúng theo kịch bản của họ để tạo ra những cái drama mà mọi người đã thấy. Và chỉ xong vài ngày thôi thì cộng đồng mạng đã vào kích động mình rất là nhiều. Và mình không chịu nổi được sự áp lực này nữa, nên mình đã chủ động liên hệ với ekip của họ. Mình nói là mình sẽ tạm ngưng cái drama này lại và mình sẽ không làm nữa. Mình sẽ lên tiếng đính chính sự thật cho mình. Thì họ nói nếu như mình không làm nữa thì mình chuyển trả cho họ 15 triệu và mình phải chọn cách im lặng. Còn nếu như mình lên mạng, mình nói toàn bộ sự thật thì họ không dám chắc họ sẽ làm gì mình. Mình nghĩ là mình không phải sợ họ. Mình sẽ lên tiếng để chính chính cho mình, để cộng đồng mạng không kích động mình nữa. Và nếu như họ có làm gì mình thì chắc chắn mình phải chấp nhận thôi. Và mình xin lỗi mọi người vì là mình đã làm những việc sai trái. Mình đã biết được là mình sai nên mình đã ngưng lại đúng thời điểm. Và mình mong là cộng đồng mạng sẽ bỏ qua cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.